kết nối, chia sẻ những mô hình hay trong nuôi trồng thủy sản, đưa những mô hình hay, thực tế đến với bà con để cùng nhau tiến bộ và làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận nhiều video hay nhé. Chuyên cung cấp chế phẩm ở Em Gốc, Man Vi Sinh Thủy Sản, uy tín, chất lượng. Liên hệ 0987 159 123. Mến chào bà con và các bạn. Trong cái thời gian qua, có nhiều bạn chuẩn bị khởi nghiệp từ cái mô hình nuôi lươn không vùng này đã gọi điện thoại về cái trang tin thủy sản, muốn chia sẻ một ít kinh nghiệm về lĩnh vực nuôi lươn không vùng này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một ít kinh nghiệm đến với những bạn mà đã chuẩn bị nuôi lươn không vùng. Thì như các bạn cũng đã biết, nuôi lươn không vùng thì cái nguồn nước và con giống là cái yếu tố quan trọng nhất. Thì đối với những bạn mà chuẩn bị nuôi thì các bạn nên tìm cái nguồn nước ở địa phương mình và những cái nơi mình muốn nuôi á, tìm cái nguồn nước cho nó ok, nó đạt với cái ngưỡng cho phép. Độ pH là nó từ 6 cho tới 8. Độ kiềm thì nó dao động từ 80 cho đến 200. Và trong nước của mình khi mình bơm lên thì nó không có phèn. Như vậy thì mình bắt đầu mình mới tiến hành để mình xây dựng chuồng và mình đi tìm cái nguồn con giống chất lượng. Đối với cái nguồn con giống thì mình khuyên các bạn cần nên đến cái trang trại mà cung cấp giống để mình xem và mình coi cái đàn lươn giống của mình dự kiến mình mua đó nó có tốt hay không, và nó có mạnh khỏe hay không thì mình mới tiến hành mình mua giống về mình thả. Tiếp sau đây thì mời bà con và các bạn cùng trải nghiệm một ít kinh nghiệm chỗ chị Phạm Thị Đào đã và đang nuôi đàn lươn đầu tiên nhất của mình, từ tận dụng trong cái chuồng heo cũ của gia đình để nuôi lươn. Trước đây thì tôi nuôi heo, rồi nuôi vịt nữa, rồi thấy anh em người ta nuôi lươn thấy lợi nhuận nó cao, thành ra tôi chọn cái nuôi lươn. Mới đầu thì mình mua con giống, mình chọn con giống khỏe mạnh sạch, rồi nói chung ra tôi thì chuồng heo tôi tận dụng lại về, rồi ương con giống mà nuôi. Mới đầu thì cho ăn chuồng quế, rồi khi 2 tháng thì mình chuyển qua cho ăn thức ăn. Chăm sóc thì cũng dễ thôi, ăn nó cần nhất là cái nguồn nước. Cho ăn thì mình dễ, cho ăn thì mới đầu cho ăn chuồng quế, sau thì mình cho ăn thức ăn. Đến nay thì cái mô hình của mình như thế nào? Lươn tôi thì được 7 tháng với một hầm thì 9 tháng. Thì giờ cũng 4 con ký, 3 con ký. Tôi hy vọng đợt này khi mà sức giá cả cao, lương nó khỏe mạnh thì rồi lợi nhuận cao. Vốn thì cũng không có nhiều. Mọi người thì người ta cũng để tôi nuôi đợt này, miễn ấy là anh em đồ người ta cũng nuôi dữ lắm. Nếu như đợt này mà tôi nuôi mà lợi nhuận cao, đồ được giá, đồ lương khỏe mạnh, đồ tới ngày xuất đồ, rồi cái tôi chỉ cho chị em đồ làm. Nuôi ra biết rồi sao nó ngập thôi, ngập tới cái đĩa rút nước đâu nổi đâu. Cái gì thay lý thầy hoài vậy luôn á. Lý thằng Lý không ta? Lý nghèo á. Lý nghèo Lý ba quê là. Ừ. Ừ. Quê ở ngoài thế giới, tôi biết ổng rồi đó, là không biết biết đâu. Ừ. Đã sắp mấy. Ánh là chi? Làm thôi. 5 triệu, tầng 5 á. Năm nay nó lời nhiều đó. Trong Tết có giá. Thầy nói lên chuồng đó sao không thay đi một chuồng để không gọi lớn. Làm thử thôi, mới đầu mua 120 ký giống về làm thử thôi. Bây giờ của họ mắc cũng mấy chục rồi, rồi giờ đang gầy lại đó.
Ông hỏi với anh này lớn. Nó chơi sát máy à, tôi lớn. Mà một phòng như vậy là mình tới mấy ngàn con lận. Cái này có 7 ngàn không? Cái này có 10 là nó quen rồi. Bởi vì có con heo nái ủi như nó gầm gầm cái nó giật mình hoài giờ nó quen luôn rồi. Đó là 5 con ký được không? Không được đâu. Con lẽ 5 con 4 con ký có hả? Có quay nguồn lô gắn đất không? Thì giờ 160 thì 1 tấn nó 16 triệu hả? Tấn 160 triệu hả? 160 triệu đó. Ông tính ra mua cây chứ không mua chỉ gì. Phương vô đó không có. Ừ, Phương. Thì chú bác thuộc. Không không thuộc. Mẹ tên gì? Thanh Nhàn. Dạ. Con không là ông Hoàng phải đánh Hoàng chú có nuôi này chưa? Hả? Nhà chú nuôi chưa? Chưa, tao không biết nuôi đâu. Trời ơi, thì sát bên đây nó quá nó chưa hỏi không? Để nó tập học. Bây giờ mua giống một con. Giống nó có giống mặn lắm. Chú nuôi là có giống à? Con giống là mấy tháng vậy đó. Nó không sao hết, quyết tâm là có à? Nói gì nó đạt đúng mà đạt chưa thôi. Sợ rồi, mới thấy vậy nó đạt. Tao không nuôi lúc vô mấy cái này là. Lương thật tóc mà không ngắn đòn nhưng mà chắc ha.